và các bạn vào thời gian đây. Bây giờ tôi muốn nói như này, con tớ thì còn nhỏ thế này, khi tớ sinh ở mổ trong viện Hà Đông, tớ thì là một người ở trong trại trẻ mồ côi, tớ không có bố mẹ, tớ được nhận nuôi qua rất nhiều gia đình. Nhưng mà con tớ thì còn nhỏ thế này, những gia đình nhận nuôi của tớ như nhà họ Đoàn đấy, ngày xưa đã đuổi tớ đi rồi đấy. Thế biết đầu tiên đuổi tớ ra khỏi họ, không cho tớ dùng giấy tờ và đuổi tớ đi lang thang 3 năm trời, từ năm 2013 tận năm 2016, bắt biết tớ có thai cuối năm đấy. Thế là tớ siêu âm đẻ con trai, thế là mục đích lừa con tớ về để cặp với con trai tớ ở thời gian các bạn ạ. Thế là bây giờ thì đã đuổi tôi đi sang nhà khác rồi. Thế bây giờ mấy người chủ nhà này, đây con tớ thì còn nhỏ này, mấy người chủ nhà này biết lớn con tớ là con trai đấy, thì nó cũng vượt thời gian nó cặp với con trai của tớ. Xong là hôm qua tớ lên trên đây thuê, trên Vĩnh Phúc tớ thuê nhà, thì là con tớ là con trai thì người ta cứ gõ cửa vào trong nhà của tớ để đòi vào xem con tớ các bạn ạ. Bây giờ người ta đi thuê nhà, người ta sử dụng dịch vụ nhà mình, người ta tự chăm sóc con đi, con tớ thì ỉa đái, tớ không nhờ người ta. Thế mà người ta cứ đòi vào xem mặt con tớ, thế tớ không cho vào xem, bắt đầu đuổi tớ ra khỏi nhà. Thì tớ gọi công an đến thì sợ quá bỏ chạy bạn ạ. Nếu mà là chủ nhà thực sự tại sao phải bỏ chạy như thế? Hôm trước tớ ở với Bắc Ninh, thế tớ vào đầu sang chỗ Bắc Ninh tớ thuê nhà, tớ gặp hai người đàn bà này già khoảng 50 tuổi rồi. Thế lừa tớ vào thuê nhà. Thế đến xong là đòi vào xem con tớ, gõ cửa quậy phá không được. Thế về sau tớ lên công an tớ báo người ta. Thế về sau tớ xuống Nam Định ở, thì hai người đàn bà thì cũng đi theo tớ vào trong nhà để quậy phá các bạn ạ. Tại sao cứ đi theo để dình mẹ con tớ như thế, hở con tớ ra là bế con trộm con tớ là con trai như thế này. Thế là cứ lừa cặp với con trai tớ ở tương lai, ở thời gian, xong là về quá khứ để giật chồng, xong đánh mẹ con tớ các bạn ạ. Tớ một mình tớ vất vả nuôi con thằng không bố hàng ngày, tớ mất bao nhiêu tiền bỉm sữa với cả no tiền nhà cho con tớ. Tớ đã no tiền nhà tớ trả cho người ta rồi mà ở nhà người ta cứ nên quậy phá, mở cửa thẳng vào nhà trong nhà của tớ để quậy phá rồi xem mặt con tớ các bạn ạ. Tớ nói thật với những bạn đi giật chồng người khác này nè, giả vờ nhận con tớ là con nuôi để cặp với con trai của tớ, nên cớ là mẹ để đến nhà để bịt nhau với con của tớ để moi tiền. Thằng bé này nó làm gì có tiền, mà tiền của nó là tiền của tớ. Tớ đã không đồng ý cho vào nhà tớ thì đừng giở trò ra chửi mắng tớ thế này thế kia. Xong là tớ mấy lần tớ bắt được mấy người đàn bà nên liên tục vào nhà tớ bằng nhiều cách trá hình khác nhau, lúc nào bố xin, lúc nào giả vờ làm chủ nhà. Tớ bắt được rất là nhiều lần. Những bạn ngoài hành tinh, những bạn làm ma lai và những cái bạn mà đi chuyên đi ăn cắp ăn trộm giật chồng người khác này, cẩn thận, tất tạt thẳng xít mặt đấy, muốn làm tự làm ra hưởng. Bây giờ bắt mẹ con tớ đi đứng đường 24 giờ, làm việc cật được 24 giờ, từ tất cả công việc nào thuê, từ viên dịch, từ tất cả các loại việc là kiếm ra tiền tớ làm để mưu sinh cuộc sống, tớ nuôi con tớ được đồng về tiền về nhà tớ thuê nhà các bạn. Các bạn cứ lên nhà gõ cửa xong giật chồng, lừa con tớ vào trong nhà để ngủ với con tớ, xong đuổi mẹ con tớ ra giật chồng người khác ở thời gian tớ hát cho tham ở bên Hà Nội đấy. Tớ biết các bạn làm cái gì, tớ là ca sĩ là vô loài nhưng tớ không có ngu đâu. Con tớ không được cốc nước của các bạn, không được bắt sữa của các bạn nắng nôi ra đường. Tớ đi xin nhà tớ một bát cơm tớ đã cho rồi, nhưng lần sau đừng vào xin nữa. Lần trước tớ bắt ở Bắc Ninh vào nhà mẹ con tớ giả vờ cho thuê nhà, xong về sau tớ xuống Nam Định cũng giả vờ vào nhà tớ để theo phương tiện chủ nhà. Rồi tớ đến thuê là một người khác, xong đến nhà tớ để dình. Các bạn ạ, tại sao cứ đi theo mẹ con tớ để moi cơm của con tớ ăn? Cái con cơm của con tớ là của tớ để làm ra, máu tớ đổ xuống 20 cái răng, 20 cái khâu của tớ đổ xuống tớ đi.